Cuộc sống đúng là đa sắc đúng không thưa quý vị và có rất là nhiều những cái câu chuyện, nhiều những cái mảng tối vẫn còn đâu đó trong cuộc sống mà nó cảnh báo uh, cho chúng ta biết là game show mỗi ngày không hề dễ dàng. Nếu chúng ta là cha mẹ một ngày chúng ta phát hiện ra con của mình uh, là một cái nạn nhân của một cái vụ ngộ độc khi mà ngay khi đi dã ngoại thì chắc chắn cũng sẽ rất là lo lắng. Và tiếp tục thông tin về cái vụ việc này thì vào ngày 30 tháng 3 Sở Y tế Hà Nội cho biết là đã chính thức tìm ra được nguyên nhân khiến 72 học sinh tại trường tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh xuân Hà Nội bị ngộ độc và phải nhập viện. Cụ thể sau khi điều tra tại bếp ăn của trường tiểu học Kim Giang, phát hiện nguyên nhân là do thịt gà trong suất ăn. Vi khuẩn tụ cầu vàng đã nhiễm vào thịt gà từ khâu vận chuyển hoặc trong quá trình chế biến. Bộ Y tế nhấn mạnh là các trường học cần chấn chỉnh không để xảy ra sự cố mất an đoàn thực phẩm tái diễn. Và hiện tại 68 trên 72 trẻ bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện, còn hai trẻ đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện xây dựng và hai trẻ tại bệnh viện đa khoa Đống Đa. Trong chiều ngày 30 tháng 3 thì bốn trẻ này đã được ra viện và hiện sức khỏe của bốn trẻ này cũng đã ổn định. Và trong phần điểm báo ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm thông tin về câu chuyện này bởi vì có một bài viết trên báo nông thôn ngày nay đối với những cái bậc phụ huynh cho con tham gia hoạt động trải nghiệm giảng ngoại mất tiền và phải mua những âu lo.